Vì sao Lâm Khánh Chi khẳng định Hồng Lan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh? Sự thật hé lộ. Mới đây, việc Lâm Khánh Chi khẳng định Hồng Lan là con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khiến cho câu chuyện của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh chuyển qua một thông tin quá bất ngờ. Vì sao Lâm Khánh Chi lại khẳng định được như thế? Sau đây mời các bạn theo dõi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa là ba nuôi, vừa là người chứng kiến nhiều giai đoạn diễn biến trong cuộc đời ca sĩ Lâm Khánh Chi. Trong cuốn tự truyện Lột Xác do Nguyễn Thị Việt Hà chấm bút, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã lần lượt tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa cô và nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Bên cạnh những câu chuyện tình cảm, Lâm Khánh Chi đã lần đầu hé lộ danh tính ba nuôi của mình, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Giọng ca Sầu Thiên Thu cho biết từ nhỏ đã mê cải lương, thần tượng Vũ Linh. Mỗi khi nghệ sĩ có lịch diễn, Lâm Khánh Chi tìm mọi cách để đi xem. Tôi mê Vũ Linh dữ lắm, miệt mài đi coi, riết ai cũng quen mặt. Nghệ sĩ Vũ Linh ngó thấy mình có một người hâm mộ đặc biệt như vậy, cũng vui. Nghệ sĩ hỏi thăm ân cần, rồi nhận tôi làm con nuôi, Lâm Khánh Chi chia sẻ trong tự truyện. Giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành, có thời gian Lâm Khánh Chi trú thân ở nhà Vũ Linh và được ba nuôi chăm sóc, bảo ban tận tình. Đến khi Lâm Khánh Chi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Vũ Linh cũng là người đứng ra hỗ trợ cô giải quyết một số sự cố xảy ra ở live show đầu tiên của sự nghiệp, tổ chức năm 2001. Những khi không bận rộn đi diễn, Vũ Linh thường đưa Lâm Khánh Chi sang Thái Lan du lịch, nghỉ dưỡng. Cũng từ những chuyến đi này, ca sĩ sinh năm 1977 mới nảy sinh ý định chuyển giới khi thấy nhiều người dân bản địa Lột Xác thành công. Nhưng trước những thay đổi lớn của cuộc đời, Lâm Khánh Chi đã cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngồi lại để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Từ những câu chuyện nhân tình thế thái, chuyện nghề, chuyện lễ sống của ba nuôi, Lâm Khánh Chi dần thức tỉnh và quyết tâm thực hiện ước mơ của bản thân. Sau khi Lâm Khánh Chi tìm lại được chính mình, Vũ Linh vẫn dành cho con nuôi sự yêu thương vô bờ bến. Nhưng xét về người đàn ông có sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của mình, Lâm Khánh Chi cho biết Vũ Linh không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có sức hút ghê gớm, không phải nghệ sĩ cải lương nào cũng có được. Sau lời khẳng định về thân phận của Hồng Lan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều khán giả cho rằng Lâm Khánh Chi và một số người có thời gian thân thiết gắn bó với nghệ sĩ Vũ Linh là những người có tiếng nói xác thực và đúng nhất. Mặc dù bây giờ việc Hồng Lan là con nuôi hay con ruột là không còn cần thiết nữa, vì trên giấy tờ cô đã mang tên là Võ Thị Hồng Lan, cùng họ tên cha Vũ Linh. Nhưng những uẩn khúc của nghệ sĩ Vũ Linh còn trai trẻ, chưa bước qua tuổi 30, nhưng lại có thể đem về nhà đứa bé 2 tháng tuổi, lại có nét rất giống người chị thứ hai của ông. Sau này Hồng Lan càng lớn thì những nét khuôn mặt và tính cách lại rất giống cha. Nghệ sĩ Vũ Linh lại yêu thương hết mực, xa là nhớ. Những lúc lưu diễn ở nước ngoài, nhìn những đứa trẻ tung tăng, ông đã gọi lại và vui đùa với các bé vì quá nhớ con. Ôm ào những ngày qua, chỉ thấy ông chú Bảy, Tiểu Linh đứng lên tuyên bố Hồng Lan: mày có phải con ruột của anh tao thì tao thách thức đi thử ADN với mày. Tuyệt nhiên chưa thấy một nhân vật nào trong gia tộc đứng ra xác nhận Hồng Lan là con nuôi, không phải là con ruột. Và trên nghĩa trang của cha mình, Hồng Lan khẳng định: chú Bảy muốn biết con là con nuôi hay con ruột thì con mời chú đi thử ADN với con. Nếu Hồng Lan không tìm hiểu thân phận mình trước thì làm sao có thể mạnh miệng mà tuyên bố trước mọi người như thế? Có thể cô cũng đã biết một phần gì đó trong câu chuyện của mình. Lâm Khánh Chi tên khai sinh là Huỳnh Phương Khanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ ca sĩ, người dẫn chương trình, doanh nhân và giám khảo chương trình Người Việt Nam. Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới nổi tiếng được nhiều khán giả quan tâm và yêu mến. Trước khi chuyển giới, cô từng là một nam ca sĩ nổi tiếng được xem như một hiện tượng âm nhạc với nhiều ca khúc hit vào những năm 1990, đầu những năm 2000. Lâm Khánh Chi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nghề kinh doanh đồ cổ. Cô sống trong một gia đình giàu có từ khi còn nhỏ. Trên giấy tờ, cô có tên thật là Huỳnh Phương Khanh. Đây là điều hiếm người biết vì nữ ca sĩ không dùng nó khi hoạt động nghệ thuật. Thậm chí ngay cả khi gây bão truyền thông, công chúng vẫn lầm tưởng Lâm Chí Khanh mới là tên thật của cô. Cuộc sống dư dả giúp cho Khánh Chi có thể thoải mái sống với đam mê ca hát của mình. Đặc biệt chi phí chuyển giới đắt đỏ khi ấy cũng không phải là vấn đề lớn với cô. Hơn ngày hết, Khánh Chi may mắn hơn nhiều người chuyển giới khác vì có sự ủng hộ của gia đình. Trước khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi từng là một nam ca sĩ khá nổi tiếng vào cuối năm 90 và thập niên 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh.
thu hút nhiều sự quan tâm và tổ chức nhiều live show riêng đình đám vào thời điểm đó. Sau đó cô ngưng hoạt động một thời gian khá dài. Cô bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô trở thành một ca sĩ được yêu thích nhất vào cuối những năm 90 và đầu 2000. Khánh Chi sở hữu nhiều ca khúc để lại dấu ấn cho khán giả như Gõ Cửa Trái Tim, Tình Thôi Mộng, Sầu Thiên Thu, Kẻ Cắp Trái Tim, Mùa Đông. So với những nghệ sĩ khác, Khánh Chi gặp may mắn hơn. Khi mới vào nghề, cô đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Thuận, Y Phụng, Minh Nhí, Việt Trinh, Vương Thanh. Đây chính là những người tiền bối đi trước giúp đỡ cho cô rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Trước khi chuyển giới, Khánh Chi là nam ca sĩ có ngoại hình hợp với sân khấu. Cô còn sở hữu một giọng hát hay, êm ái. Điều này giúp cho cô chinh phục được cảm tình của khán giả ở mọi lứa tuổi. Không chỉ vậy, cô còn kết hợp với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác như Thanh Thảo, Đan Trường. Trong thời gian vừa hoạt động nghệ thuật, khi còn là con trai, cô hay cho ra nhiều bài hát và live show, như live show Bước Nhảy Đầu Tiên năm 2001, hay Giữ Lấy Tình Yêu 2002, Trái Tim Không Bình Thường 2008, v.v. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới, chuyển đổi trở thành nữ ở tuổi 35, khiến khán giả, nhất là các fan nữ của cô thời điểm đó, tẩy chay, phẫn nộ dữ dội. Phải mất một thời gian thì họ mới nguôi ngoai và chấp nhận. Quyết định này lớn, tạo ra một cơn sóng phản ứng của các fan nữ của cô. Trong cuốn sách tự truyện cô viết, cô đã kể về quá trình hành động và các những cảm xúc của bản thân khi tiến hành cuộc đại phẫu thuật trong cuộc đời. Sau khi phẫu thuật và phục hồi sức khỏe, năm 2012, cô đã tự tổ chức live show đầu tiên của mình sau khi chuyển giới để khởi đầu cho sự trở lại của mình. Chủ đề Nếu Em Được Chọn được xem là cách cô bày tỏ cảm xúc của mình khi trở thành phụ nữ. Dù được trông đợi nhiều, nhưng live show lại bị khán giả lo ó nhiều. Kịch bản kém chất lượng, âm thanh tệ, khiến nữ ca sĩ không thể mang đến những màn trình diễn tốt nhất. Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi đã trải qua hai mối tình gian dở. Người đầu tiên cô công bố kết hôn là Nguyễn Cường. Đến tháng 4 năm 2014, thì họ công bố chia tay và không tiết lộ lý do. Điều này khiến Lâm Khánh Chi buồn bã và đau khổ rất nhiều. Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn cùng doanh nhân Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Tháng 12 năm 2021, ông xã của cô Trần Phi Hùng đã thông báo trên trang cá nhân rằng hai người đã ly hôn sau 4 năm chung sống. Không lâu sau đó, cô cũng lên tiếng xác nhận.